Pháp và Anh có đủ sức thay thế Mỹ che chắn cho châu Âu trước Nga. Ukraine cải thiện hệ thống phòng không, tránh mất điện mùa hè. Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau đây. Hơn 50 năm trước, Mỹ đã phải đảm bảo an ninh cho đồng minh châu Âu trước mối đe dọa hạt nhân từ Liên Xô. Tuy nhiên, ngày nay, sự nghi ngờ về khả năng bảo vệ của hệ thống phòng thủ tên lửa hạt nhân của Mỹ lại được đặt ra. Tạp chí Phố Quân đưa tin, năm 1961, khi cựu Tổng thống Mỹ Kennedy gặp người đồng cấp Pháp Charles de Gaulle trong cuộc khủng hoảng Berlin, ông phải tìm mọi cách trấn an đồng minh thân thiết. Thời điểm đó, Liên Xô đã đề nghị tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO rút quân ra khỏi thành phố đang bị chia cắt của Đức, trong khi ông de Gaulle đã bày tỏ sự nghi ngờ về quyết tâm của Mỹ trong việc bảo vệ châu Âu. Vị tướng lẫy lừng của nước Pháp đặt ra câu hỏi liệu Mỹ có sẵn sàng hy sinh New York cho một vụ trao đổi hạt nhân với Liên Xô để bảo vệ Paris hay không nếu nhà lãnh đạo Liên Xô Nikita Khrushchev quyết định xua quân vào châu Âu. Trả lời, cựu Tổng thống Mỹ nhấn mạnh nếu bản thân tướng quân, người đã từng hợp tác với Mỹ trong thời gian dài còn phải hoài nghi về sự cứng rắn của Mỹ thì ông Khrushchev cũng có thể hoài nghi hệt như vậy. Cuối cùng, Mỹ và đồng minh cũng đã khiến Moscow phải chùn bước và Tây Berlin vẫn được tự do. Từ năm 1949, khi NATO được thành lập, Mỹ đã đối diện với tình thế tiến thoái lưỡng nan khi mở rộng phạm vi răn đe của vũ khí hạt nhân sang châu Âu. Câu hỏi về việc liệu họ có sẵn lòng hy sinh một thành phố quê hương để bảo vệ một đồng minh xa xôi đã trở thành một vấn đề nhức nhối về cả mặt địa chính trị của Mỹ. Trong quá khứ, Liên Xô đã từng nhiều lần hoài nghi về ý chí của người Mỹ và họ cũng chưa bao giờ muốn thử thách. Tuy nhiên, tình hình hiện nay đã hoàn toàn thay đổi khi Ukraine bước vào năm thứ ba của cuộc chiến với Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã không ngần ngại hé lộ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân như một phương tiện răn đe và câu hỏi mà tướng de Gaulle từng đặt ra lại một lần nữa nổi lên trong tâm trí của các đồng minh cũng như đối thủ của Mỹ. Liệu một tổng thống Mỹ, nhất là một người như ông Trump nếu tái cử, có sẵn sàng mạo hiểm tiến hành một cuộc xung đột hạt nhân để bảo vệ Helsinki, Tallinn hay Warsaw hay không? Và nếu không, thì liệu hai cường quốc hạt nhân châu Âu như Pháp và Anh có đủ khả năng răn đe hạt nhân để ngăn chặn ông Putin thử thách lòng quyết tâm của phương Tây và các thành viên của NATO hay không? Trong khi đó, nhiều quốc gia nằm trong tầm ảnh hưởng hạt nhân của Nga đang rất trông đợi vào khả năng răn đe hạt nhân của Anh và Pháp. Chuyên gia tại Trung tâm Nghiên cứu Quốc tế về An ninh và Quốc phòng tại Tallinn, Estonia, ông Thomas Jekmalavicius nhận định, có rất nhiều cách để bù đắp vào khoảng trống của Mỹ để ngăn chặn một vụ tấn công hạt nhân có thể xảy ra. Nếu yếu tố hạt nhân vẫn còn, dù chỉ là 1%, khả năng răn đe vẫn hoàn toàn thể hiện. Số liệu hiện tại cho thấy, Pháp đang sở hữu khoảng 290 đầu đạn hạt nhân được trang bị cho các lực lượng chiến lược, gồm 4 tàu ngầm và các máy bay chiến đấu Rafael. Những lực lượng hạt nhân của Pháp hoàn toàn độc lập với NATO và Pháp là thành viên duy nhất không thuộc nhóm kế hoạch hạt nhân của khối này. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron là người có toàn quyền quyết định việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Trong khi đó, lực lượng hạt nhân của Anh được đánh giá là nhỏ hơn và ít tính cơ động hơn của Pháp, đồng thời hoàn toàn phụ thuộc vào sự chỉ huy của NATO. Anh cũng phải phụ thuộc vào Mỹ trong việc cung cấp tên lửa Trident cho 4 tàu ngầm của nước này và hiện sở hữu tổng số 260 đầu đạn hạt nhân. Thủ tướng Anh là người duy nhất có quyền quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân của nước này, nhưng theo luật pháp Anh, điều này chỉ xảy ra trong trường hợp cực kỳ cấp thiết để tự phòng vệ, trong đó có cả việc bảo vệ các đồng minh NATO. Dù số lượng vũ khí hạt nhân của Anh và Pháp nhỏ bé so với hàng nghìn đầu đạn hạt nhân của Nga và Mỹ, nhưng chúng vẫn có khả năng răn đe đáng tin cậy nhờ vào tính bất đối xứng của xung đột hạt nhân. Chỉ cần một đầu đạn vượt qua được hệ thống phòng thủ của Moscow, điều này cũng đủ để khiến lãnh đạo Nga cảm thấy bị răn đe. Phó giám đốc Quỹ nghiên cứu chiến lược có trụ sở tại Paris, Pháp và từng là cố vấn cho chính phủ Pháp về chính sách hạt nhân, ông Bruno Tetrait nhận định, việc sở hữu năng lực răn đe mạnh hơn ở châu Âu không nhất thiết đồng nghĩa với việc phải sở hữu một số lượng lớn hơn các đầu đạn hạt nhân. Về cơ bản, đó là vấn đề về chính trị hơn là kỹ thuật. Trong khi đó, chuyên gia giám sát về khả năng răn đe hạt nhân tại Viện nghiên cứu Chatham House tại London, ông Peter Watkins chỉ ra NATO không cần tăng cường năng lực hạt nhân của mình dù vừa kết nạp thêm hai thành viên là Phần Lan và Thụy Điển. Chuyên gia này cho biết, rõ ràng, khả năng răn đe sẽ tốt hơn nếu có một lực lượng hạt nhân lớn hơn và nếu Mỹ không đóng góp thì chiếc ô hạt nhân của NATO cũng khó mà mạnh mẽ như bây giờ. Dù vậy, năng lực hạt nhân của cả Anh và Pháp cũng đều rất quan trọng. Hồi tháng 2 năm 2020, khi ông Macron mời các đồng minh châu Âu tham dự cuộc tập trận của các lực lượng hạt nhân của Pháp và thảo luận về cách thức tăng cường an ninh châu Âu dựa trên năng lực hạt nhân của Pháp, đề xuất của ông vào thời điểm đó như nước đổ lá khoai. Đức nhanh chóng bác bỏ ý tưởng và khi ông Biden trúng cử Tổng thống Mỹ, rất nhiều nhà lãnh đạo châu Âu kết luận mối đe dọa từ chính quyền Trump đối với NATO đã qua đi. Tuy nhiên, nhận định đó đã trở nên lỗi thời khi phe Cộng hòa ở Hạ viện Mỹ ngăn chặn các chính sách của Tổng thống Biden bằng cách cản trở việc cung cấp số tiền viện trợ Mỹ cho Ukraine, gây ra lỗ hổng an ninh ngày càng nghiêm trọng tại châu Âu.
Việc cắt đứt nguồn cung đạn dược cho Ukraine đã giúp Nga thúc đẩy đà tấn công và củng cố thêm vị thế của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi đó, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục chỉ trích NATO trong các bài phát biểu tranh cử, thậm chí công khai tuyên bố sẽ ủng hộ Nga trong việc tấn công các đồng minh của Mỹ nếu họ không đồng ý chi tiền để bảo vệ. Khi nỗi sợ hãi dâng trào, các cuộc đối thoại giữa chính quyền châu Âu về khả năng răn đe hạt nhân của Nga bắt đầu nổi lên. Giám đốc Viện Vấn đề Quốc tế tại Rome, bà Nathalie Tocci cho rằng giới chức châu Âu giờ mới nhận thấy sai lầm khi phớt lờ đề xuất của ông Macron năm 2020. Nhân tố Trump đã trở thành động lực hồi sinh các cuộc đối thoại này. Dù vẫn không thuộc nhóm kế hoạch hạt nhân của NATO, trong vài tháng qua, Pháp cũng bắt đầu cung cấp cho các đồng minh thông tin chi tiết về hiện trạng và khả năng răn đe của lực lượng hạt nhân của mình cùng những chính sách quản trị hạt nhân. Pháp không có ý định chia sẻ quyền sử dụng vũ khí hạt nhân và cũng không yêu cầu các đồng minh phải hỗ trợ tài chính cho chương trình vũ khí hạt nhân của mình. Tuy nhiên, trước tình hình an ninh châu Âu đang bị đe dọa, Đức và các quốc gia châu Âu khác đã tăng chi tiêu cho các loại vũ khí truyền thống. Trong những tháng gần đây, Pháp cũng bắt đầu tiến hành các cuộc đối thoại song phương với các quốc gia quan tâm đến việc tăng cường hợp tác trong vấn đề này như Ba Lan và Thụy Điển. Các cuộc đối thoại giữa các chuyên gia hạt nhân Pháp và Đức cũng được tiến hành dù Đức vẫn tỏ thái độ thận trọng. Thực tế, với nhiều nguy cơ mới đã khiến châu Âu tính đến một khuôn khổ hợp tác mới, trong đó Anh và Pháp có thể đóng góp vào khả năng răn đe hạt nhân chống lại Nga. Cựu đại sứ Đức tại Mỹ, ông Wolfgang Ischinger nhận định, chúng ta đang trong một bối cảnh chiến lược hoàn toàn khác và chúng ta cần phải ngay lập tức đảm bảo khả năng răn đe này có hiệu quả. Chính vì thế, tôi đề xuất hãy xem xét lại mọi nhân tố. Tuy nhiên, cũng có nhiều chuyên gia bày tỏ hoài nghi. Nhà lập pháp người Đức Robert Rothgen đánh giá, dù Mỹ có thay đổi chính sách của mình hay không, con đường hợp lý nhất mà Đức và các đồng minh châu Âu khác nên lựa chọn là tập trung vào phát triển năng lực vũ khí và công nghiệp truyền thống để có thể làm suy yếu Nga trong cuộc chiến với Ukraine. Ông Rothgen nhận định, để thay đổi khả năng răn đe hạt nhân một cách nhanh chóng là không khả thi. Nếu chúng ta phải chịu thất bại do một quyết định của Mỹ, việc bù đắp cho hệ thống vũ khí hạt nhân của Mỹ có thể phải mất hàng năm, thậm chí cả một thập kỷ. Thay vào đó, chúng ta nên tập trung vào những điểm mạnh có thể tạo ra sự khác biệt và bù đắp cho khoảng trống trong chính sách ngoại giao của Mỹ, đặc biệt là trong trường hợp Tổng thống Donald Trump được tái cử. Ngoài ra, dù ông Trump có nói gì trong chiến dịch tranh cử về khả năng từ chối bảo vệ các đồng minh NATO, việc Mỹ rút ô hạt nhân khỏi châu Âu vẫn là điều khó có thể xảy ra bởi nó sẽ làm suy yếu sức mạnh của Mỹ trên toàn cầu. Chuyên gia hạt nhân tại Viện Nghiên cứu Quốc tế về An ninh Đức, ông Liviu Horowitz nhận định, hạt nhân là khía cạnh cuối cùng chứ không thể là khía cạnh đầu tiên bị ảnh hưởng nếu quan hệ giữa các bên suy yếu. Việc rút ô hạt nhân có thể xảy ra nhưng rất bất khả thi. Trong chuyến thăm Mỹ gần đây, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski từng lên tiếng cảnh báo, nếu Mỹ không thể hợp tác với châu Âu để buộc ông Putin phải lùi bước, tôi sợ rằng cộng đồng các quốc gia dân chủ của chúng tôi sẽ tan vỡ. Các đồng minh sẽ tìm cách khác để đảm bảo an ninh của mình. Họ sẽ liều lĩnh hơn và khả năng sẽ có nước tự trang bị các loại vũ khí tối tân, khởi đầu cho một cuộc chạy đua hạt nhân. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào, một châu Âu từng sẵn sàng đặt an toàn của mình vào tay một Tổng thống Mỹ thì cớ gì lại không tin tưởng vào Pháp. Ông Ischinger kết luận, Pháp đang ở rất gần đây. Nếu có một mối đe dọa hạt nhân nào ở châu Âu, người Pháp sẽ hiểu rõ nguy cơ đe dọa về an ninh của Pháp, Ba Lan, Đức hay Bàn Tích ngay lập tức, trong khi Mỹ khó có thể đảm nhận những điều đó. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Ukraine German Galushchenko cho biết nước này cần cải thiện hệ thống phòng không để bảo vệ tài sản năng lượng của mình khỏi các cuộc tấn công tên lửa của Nga và tránh tình trạng mất điện vào mùa hè này khi nhu cầu điện đạt đến đỉnh điểm vào mùa đông. Các cơ sở năng lượng đã trở thành mục tiêu chính của cả Nga và Ukraine khi cuộc chiến kéo dài sang năm thứ ba. Lực lượng của Moscow đã tấn công mạng lưới năng lượng của Ukraine để làm tê liệt nền kinh tế của nước này, trong khi Kiev nhắm vào các nhà máy lọc dầu của Nga để giảm nguồn cung cấp nhiên liệu cho quân đội và nguồn thu của quốc gia này. Các cuộc tấn công của Nga vào các mục tiêu năng lượng của Ukraine trong những tuần gần đây có quy mô lớn và được lên kế hoạch tốt hơn so với các cuộc tấn công trong 2 năm trước, phá hủy các cơ sở sản xuất và hạn chế nguồn cung cấp điện. Điều đó khiến việc khôi phục thiết bị và bảo vệ lưới điện trở thành ưu tiên hàng đầu của chính phủ, ngay cả khi chính phủ đang gặp khó khăn trong việc đánh giá mức độ thiệt hại đã gây ra. Tổng thiệt hại chưa được ước tính chính thức, mặc dù ông Galushchenko cho biết họ đã tính bằng hàng tỷ hryvnia, 1 tỷ hryvnia tương đương khoảng 26 triệu đô la Mỹ và có thể tiếp tục tăng. Ông cho biết quy mô cuối cùng có thể đạt tới hàng tỷ đô la Mỹ. Các quan chức cho biết 6 gigawatt điện đã bị ảnh hưởng, gấp 3 lần lượng điện Ukraine dự định nhập khẩu từ các đồng minh phương Tây trong mùa đông này. Công ty năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine DTEK cho biết 80% cơ sở của họ đã bị hư hại nghiêm trọng. Ngoài ra, Ukraine đang tìm kiếm thiết bị năng lượng mà nước này cần trên toàn thế giới, đặc biệt là ở các nước láng giềng, để thay thế máy móc bị hư hỏng.
các trạm nhiệt điện và thủy điện là trọng tâm chính trong các cuộc đình công của Nga vào mùa xuân. Ông Galushchenko cho biết những cuộc tấn công này không chỉ đe dọa đến tình trạng mất điện mà còn đe dọa đến khủng hoảng sinh thái. Bộ trưởng cho biết các cuộc tấn công vào nhà máy thủy điện là hành động tấn công và tội ác giao tranh vì chúng không chỉ ảnh hưởng đến việc sản xuất năng lượng mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của các con đập trên sông. Sau khi các cơ sở thủy điện Dnipro và Kharkiv của Ukraine bị tấn công trong những tuần gần đây, Tổng thống Volodymyr Zelensky cảnh báo rằng Nga muốn lặp lại khủng hoảng xảy ra ở vùng Kherson vào mùa hè năm ngoái khi việc đập Kakhovka bị phá hủy, gây ra lũ lụt lớn.